chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn này giải đề thi TOEIC nhé. Đề thi TOEIC và cụ thể hôm nay là đề số 214, 214 câu số 19 ạ, câu số 19. Bây giờ mình sẽ ghi đề các bạn nhé. Đây, chúng ta có câu này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Các bạn nhìn rõ không ạ? Câu số 19 sau. Internet voting in local and parliamentary ngang is used throughout Estonia. A. Speech. B. Election. C. Politician. Và D. Installation. Đó, đó. Nếu như mà bốn đáp án của chúng ta nó là khác nhau nhá, khác nhau ấy, thì chúng ta chắc chắn câu này phải dịch rồi. Đây các bạn xác định của mình này, dù không biết nó là danh từ hay động từ nhưng mà mình đặt trước này, cái này nó là danh từ này, cái này cũng là danh từ này, cái này cũng là danh từ này, cái này cũng là danh từ đó. Như vậy ở đây này chúng ta sẽ phải chọn, lựa chọn một cái danh từ phù hợp với văn cảnh, phù hợp với văn cảnh. Cái câu này dịch ra sẽ là gì? It's reporting in a local and a parliamentary is due throughout Estonia. Văn cảnh của nó có nghĩa là gì? Đó. Câu này văn cảnh có nghĩa là gì? Cái từ mình sẽ dịch cho nhá. Cái bình chọn qua mạng này trong cuộc bầu cử, trong bình chọn qua mạng này ở đâu đó của quốc hội này, của quốc hội và chính quyền địa phương được sử dụng rộng khắp Estonia. Đó, bình chọn qua mạng trong cái cuộc gì đó của quốc hội và chính quyền địa phương được sử dụng rộng rãi khắp Estonia. Cái từ đáp án A, speech, danh từ của nó nghĩa là bài diễn văn này. B, election, nó là cuộc bầu cử. Và C, politician, nó là nhà chính trị này. Và D, installation, nó là cài đặt. Như vậy thì quốc hội thì không thể có cài đặt được. Chúng ta sẽ loại cái này đi. Bài diễn văn quốc hội hay là politician, nhà chính trị, quốc hội cũng không phải rồi. Như vậy thì chúng ta ở đây mình sẽ chọn đáp án A nhá. Đáp án A nó là cuộc bầu cử này, cuộc bầu cử. Như này mình sẽ đọc lại này này. Bình chọn qua mạng trong cuộc bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương được sử dụng rộng khắp Estonia. Đó, bình chọn qua mạng trong cuộc bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương được
sử dụng rộng rãi khắp Estonia. Đó, chúng ta câu này ạ.